Hai cả nhà, hôm nay người Vi Cá review lại cái clip chú Dũng làm thơ và nhạc tặng cho cô Hằng nha cả nhà. Người Vi Cá review lại, các bạn xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ giúp người Vi Cá nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha cả nhà. Tôi có làm một cái bài thơ và phổ nhạc để tặng hồi nãy ở đây là nhiều người đề nghị tôi, hôm nay vui quá anh Hạc tặng cho chị một bài. Và để thay cái lời nói, lời đề nghị đó, và sau đây tôi cũng sẽ gửi đến cái bài hát mà để thay cái câu trả lời của chúng tôi. Đề nghị mở lại cái bài hát của mười mấy năm về trước. Quý vị coi ảnh tán Hằng bằng cách đó, chạy khỏi không quý vị? Em bằng suối hay bằng hoa? Ảnh không có dùng những cái lời hoa mỹ nhưng mà sáng tác nhạc để tặng Hằng, đến nỗi mà biết bao nhiêu người nói là ông này ông yêu con nhỏ này, đến nỗi mà ông phụt ra cả thơ ca. Nhưng mà bình thường là ông chẳng nói gì đó quý vị. Thì Hằng nói rồi, duyên nợ và phận đã đưa Hằng với Dũng đến với nhau. Trải qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời, tưởng rằng là chia lìa rồi, tưởng rằng là đã không còn với nhau rồi, nhưng cuối cùng vẫn còn đi bên nhau để mà hướng về những điều tốt đẹp nhất, để giúp đời, giúp người. Và đó là Hằng cũng thấy là điều đó là hạnh phúc, khi mà được chia sẻ, khi mà được đi bên người đàn ông mà họ luôn hướng về những điều tốt đẹp. Mặc dù là đau đớn lắm nhưng mà anh vẫn có rất nhiều cái vĩ đại để mà Hằng hy sinh. Cho nên một lần nữa thì em cũng cảm ơn anh luôn luôn cho em những điều kiện tốt nhất, cơ hội tốt nhất để em thể hiện được những ước mơ của em, cũng như là những cái giá trị mà em cống hiến bằng cả trái tim em. Cảm ơn anh một lần nữa. Hai bạn, video của người với cá tới đây là kết thúc rồi nha cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ và dạ mát. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp người với cá nha.